Ngọc Ánh Nhà Tốt xin giới thiệu tới quý anh chị, cô chú khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt với một cái căn nhà xây dựng độc lập, duy nhất một căn. Với căn nhà này diện tích 45m², mặt tiền của ngôi nhà 6m5, hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà 2m2, cách với đường ô tô đi lại 50m, thiết kế cực kỳ là chỉnh chu. Hôm trước ấy thì Ngọc Ánh có quay video này gửi tới cho quý cô chú anh chị rồi. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay căn đối diện để gửi thử cho quý vị với cái căn nhà này thiết kế như thế nào, đủ loại chuẩn chỉnh và giao nhà được luôn. Với phần thiết kế của ngôi nhà, với cái phần mặt tiền rộng cho nên thiết kế cực kỳ là thoáng, cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà này. Vị trí của nó thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái vị trí này gần với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai, cách với bến xe Nghĩa khoảng chừng 3 km. Và tất nhiên là sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, đúng như hiện trạng Ngọc Ánh quay review cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Ngoài đang đứng ở đây là phần tầng 1 đây, thiết kế cực kỳ là rộng mọi người ạ. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, hệ thống trần thạch cao, thiết kế xong xuôi, chủ nhà lắp đầy đủ quạt trần cho mình ở phía dưới. Đây, không gian phòng khách của ngôi nhà mọi người ơi. Với căn nhà này quý vị đến chắc chắn là quý vị sẽ rất là thích, bởi vì cái mặt tiền của nó rộng, thiết kế rất là thoáng mọi người ạ. Đó, đây, phòng khách đây. Căn nhà diện tích 45m², xây dựng chuẩn chỉnh và thiết kế của ngôi nhà. Đây là phần không gian phòng bếp quý vị nhé. Đây, đây là thiết kế phần phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Ở phần Ngọc Ánh vừa đứng ở kia thì quý vị có thể thiết kế ở đấy làm không gian phòng ăn. Còn đây là phần phòng bếp. Đây, chỗ này là quý vị có thể để một chiếc tủ lạnh side-by-side này. Tủ bếp thì thiết kế toàn bộ hoàn thiện xong hết, chỉnh chu, đầy đủ phụ kiện bếp, rồi là mọi cái đều xong hết. Theo như hiện trạng ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Tiếp theo, thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1. Đó, đây mọi người này. Với những cái căn nhà có những cái gì nó sẽ quay cho quý vị như vậy. Thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái phần này, vòi nước ở đây. Quý vị có thể thiết kế ở cái phần không gian phòng bếp này, thiết kế đồ tươi sống rất là hợp lý. Ở đây thì căn nhà này được xây dựng độc lập, duy nhất một căn, diện tích 45m, xây dựng 4 tầng, rất là rộng. Thửa đất có như thế nào Ngọc Ánh quay như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, quý vị có thể kết bạn Zalo trực tiếp với lại Ngọc Ánh để quý vị có thể để em có thể gửi sổ đỏ mọi cái cho quý vị xem trước nhá. Đây, kia là phòng khách. Đây, quý vị có thể thiết kế phòng ăn. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với ngôi nhà này thì thiết kế cho quý vị cảm giác thiết kế như là chung cư luôn quý vị ơi. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài rất là rộng. Đây, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền phối lavabo, hệ thống quạt hút mùi tương đối là thoáng. Và chủ nhà thiết kế hai phòng ngủ ở đây cho quý vị, hai phòng ngủ thiết kế cạnh nhau. Phòng nào cũng rộng, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng ngập tràn vào trong không gian phòng. Trên tầng 2 thiết kế các phòng ngủ đều là sàn gỗ. Đây, phòng ngủ chia vuông vắn, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều lắp đặt xong xuôi. Đấy, hệ thống cửa đây mọi người này. Và đây là phần phòng ngủ phía bên cạnh. Với căn nhà này thì phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm có thể theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Vị trí của nó thuộc phường Đồng Mai nhé mọi người. Phường Đồng Mai, mọi người có thể Google Maps giúp em xem phường Đồng Mai nó nằm ở vị trí nào. Thẳng từ bến xe Yên Nghĩa đi lên khoảng chừng 2 đến 3 km nữa là nó thuộc địa phận của phường Đồng Mai và phường Yên Nghĩa. Thì mọi người ạ, gần như là Đồng Mai và Yên Nghĩa nó cũng nằm giáp với nhau, cạnh nhau. Đấy, cho nên là cái giá thì Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả, nhưng mà cái giá rất là rẻ cho một cái ngôi nhà diện tích rộng quý vị nhá. Và mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm hai phòng ngủ. Đây, hai phòng ngủ cạnh nhau, thiết kế tương đối ổn mọi người ạ. Phòng ngủ bố mẹ bên này, con cái bên này, rất là dễ quản lý con cái, hợp lý. Cảm giác bước vào trong cái căn nhà này thiết kế nó gần giống như kiểu ở trên các sàn ấy mọi người, là gần giống thiết kế kiểu chung cư ấy.
Đây, phòng ngủ phía bên cạnh. Quan trọng nhất nó là diện tích rộng. Cho nên chủ nhà mới thiết kế làm sao nó hài hòa, phù hợp với cái công năng sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Còn như căn nhà này thì lên trên tới tầng 3 là đã có 4 phòng ngủ riêng rồi. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Tương tự như tầng 2, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Cái chỗ kia anh bắp đúng không? Em vừa bắp ở dưới là đấy, chạy có bắp cái gì luôn ý. Và quý vị ơi, với cái tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang tiếp theo. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là thiết kế phần máy giặt riêng. Đó. Tiếp theo ạ. Thiết kế chủ nhà thiết kế cho mình một phòng thờ riêng. Wow. Phòng thờ rất là rộng luôn mọi người ạ. Rất là rộng luôn ý. Và phần còn lại, sân phơi. Nói chung với một cái ngôi nhà mà thiết kế cái công năng sử dụng như thế này thì theo cá nhân Ngọc Ánh thấy rất là hợp lý nha mọi người. Diện tích rộng, thiết kế xây dựng độc lập một căn, thoáng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào mà hợp với hướng Tây Bắc thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Còn ngôi nhà bên cạnh này, Ngọc Ánh đã quay ở trong một video khác rồi. Hướng nhà bên này là hướng Đông Nam mọi người ạ. Và quý vị hợp hướng Đông Nam thì liên hệ với Ngọc Ánh, hợp hướng Tây Bắc thì liên hệ với Ngọc Ánh, hợp hướng Đông Bắc thì liên hệ với Ngọc Ánh. Nói chung bên Ngọc Ánh nhà rất là nhiều, quỹ căn rất là nhiều, đủ hướng, đủ giá cho quý vị lựa chọn. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh, số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.